Chị ơi, chị thấy bộ đồ em đẹp không? Em mướn 300 ngàn đó chị, em quá trang xuất sắc không? Chị khen em tiếng đi chị. Bộ đồ cái gì mướn ở đâu ra mà vũ đứng vũ đồ giá hôi quá vậy? Trời ơi. Ở này quá trang gì mà thấy gớm, cái cọng gì mà nó cong cong ở đây vậy? Đọc, đọc Thiều Nhờ làm cho nó giống. Còn chị này chị phát lạ quá nha chị. Tới rồi mấy cưng ơi. Dạ. Chúng ta. Trời ơi là trời, cái gì vậy bạn ơi? Tôi dặn bà rồi, mình là diễn viên hạng A rồi, ăn ăn phải ăn ít thôi, còn giữ cái eo, giữ cái dáng của mình nữa để mình còn đóng phim tiếp nữa. Ăn gì mà ăn không chừa ai ăn hết trơn rồi, ăn gì mà ăn ngập mặt vậy trời. Anh ơi, cái mặt anh bự hơn cái bánh rồi đó nha. Anh ăn hồi là nó y chang. Dạ, bớt bớt ăn giùm em. Ừ. Anh từ nào làm anh. Đúng rồi. Tối rồi anh. Tối rồi, mấy con phải chuẩn bị tư thế thẳng thằng lên nghe chưa? Dạ. Ừ. Trời ơi, dạ. Xin mời nhà tài trợ. Đâu đây? Dạ, em chào anh. Hôm nay là phải là Halloween đâu. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em là nhà sản xuất phim tài ba. À, công ty của em là chuyên cho ra mắt những bộ phim bom tấn. Dạ. Và đây là dàn diễn viên. Anh ơi, đẹp. Anh này là nhà tài trợ hả? Anh tránh qua bên em nói chuyện á. Anh ơi, trời ơi, công nhận đẹp trai quá. Trời ơi, vậy là cái gì vậy? Cái sàn nó trơn quá, em cứ thấy. Cái gì chứ? Bây giờ làm liền cho tôi coi đi. Dạ. Trời ơi, Bích Trâm mới làm liền đi. Hơi thủy thủ mặt trăng biến hình. Tại sao người tán tao? Ngươi biết tao là ai không? Nhà ngươi là ai? À, tao đang nghe xưng danh nhà ngươi là thủy thủ mặt trăng. Thủy thủ mặt trăng nào mà mặc bộ đồ sai quá sai vậy mà nói? Tao không phải là thủy thủ mặt trăng. Chứ nhà ngươi là ai? Tao chính là ăn cướp. Bây giờ cô hồn có vòng vàng cà đá xi men hoặc còn gì đưa ra cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Ăn cướp à? Đúng. Vậy chắc là nhà ngươi không biết ta. Ta chính là ai? Chủ nợ ở đây. Bất kỳ người nào ở đây cũng thiếu nợ của ta. À, thì ra bà là chị mẹ ở đây. Bà là mẹ thiên hạ, bà là mẹ thiên nhiên và giang hồ đồn ở đây đúng không? Được. Ngày hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt cái phường ác ôn như bà. Làm được không em ơi? Em còn non và xanh lắm. Được rồi, bà đừng có khinh địch. Trời ơi, tôi là sợ người hả? Trời ơi, có ai không? Cứu tôi với. Bà ơi. Ai vừa kêu cô? Ai vậy? Để ta hỗ trợ. Trời ơi, nó chết luôn rồi sao? Em ơi, coi thử. Nó có lạc cái chỗ nào không? Trời ơi. Nó có lạc cái chỗ nào không? Đồ tôi. Sao là đồ tôi? Mày coi tao là cây lau nhà. Tao chỉ muốn hỗ trợ mày thôi mà. Tao không cần biết, mày lại. Ơ kìa Tráng Sĩ. Tráng Sĩ ơi, tôi là người kêu cứu đây. Khi quân ngũ ác độc đi nè, định hà hiếp một cô gái dễ thương xinh đẹp, dịu hiền, nít na thùy mị như tôi. Bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ sao mà xinh đẹp dịu dàng? Bà là cái loài cầm thú ác hơn rắn độc. Bà cho dai cắt cổ. Bà giết người không gớm tay. Tráng sĩ ơi, đừng nghe những lời của hắn ta. Hắn ta là cái bịa đặt. Đúng vậy. Nàng đẹp tao tin nàng. Mày xấu tao không tin mày. Tên trước kia. Cái gì? Hùng hồn. Bỏ chạy đi. Hiểu không? Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Hả? Ta thật không ngờ. Ê cha, ngày hôm nay hai chị em ta lại trương tàn. Bà và bà đồng nghiệp lẫn nhau. Ai là chị em với mày? Ta không biết. À, mày ngon lắm. Chàng ơi. Ai đâu hả? Qua đây em. Em tránh ra một bên đi. Ok. Nhìn em anh chịu không nổi. Nào. Yeah. Mời. Hơi. Thủy thủ mặt trăng biến hình. Mày ghê gì mày? Ghê chưa? Ta lúa thân. Ta tiêu diệt. Anh gian như nè. Anh nè, ơi nè. Làm không? Nè. Trời, tôi sợ mày. Coi gì mày? Nghĩ mệt quá.
Khoan, mình đánh nhau chưa? Đánh rồi đó. Đúng rồi đó. Mình đánh khúc nào? Khúc nhảy qua nhảy lại. Nhảy lại đó. Cái đó dân gian gọi là nhảy gì? Mình đánh nhau chưa? Đánh rồi. Đánh nãy giờ đó. Ai thắng? Ai thắng? Quê. Hai chị em ngang tài ngang sức. Hai chị em mày nói hoài hả? Tao với em với mày nói hoài hả mày? Lỗi mày mày. Trang sĩ. Tao không có chị em với mày. Tao là đàn ông nha mày. Tao thấy hai cái thằng này tào lao quá. Hai đứa bay đứa nào cũng tào lao hết. Xả nẹp đi. Giờ sao? Giờ sao? Nè, ngươi muốn cái gì? Nói đi. Bỏ ăn lời cắt cổ cho dai nặng lãi. Ngày hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt bà. Bây giờ bà có chấp nhận ký vô sổ nợ không? Xóa nợ cho những con nợ kia. Mày im đi. Cái thằng muốn bự. Nãy giờ tao ghét mày lâu lắm rồi. Mày nói tao cái gì cũng được, nhưng không đụng chạm tới nhan sắc của tao. Mày có biết không? Trên mặt của mày cái gì nó cũng bự. Mặt mày đen thui như cái lọ nghẹ. Mày im đi. Mày để tao giải xếp chuyện người ta. Mày giải xếp đi. Em à. Dạ chắc sĩ. Tình hình là đánh không lại nữa. Hả? Không phải xóa nợ đi em. Kỳ với nợ xóa cho nó. Không, không có xóa nợ được. Đó là mồ hôi công sức của cuộc đời em. Anh em nghe nè. Sao? Em ăn đủ tiền rồi em hiểu không? Từ đó tới bây giờ em ăn tiền lời đủ tiền gốc rồi. Không phải xóa nợ chứ để nó quýnh chết. Thôi anh nói đủ là anh nói bậy. Anh nói đủ là anh nói bậy đâu có. Em ăn là em ăn lời gấp đôi rồi chứ đủ nào. Đó, em lời nhiều em hiểu không? Bây giờ anh đánh không có lại nó. Em chịu khó ký với nợ xóa nợ cho hết người ta đi. Ký luôn hả? Tôi quýnh chết á. Rồi để em nói chuyện. Ê Thủy Thu Mặt Trăng đó nghe. Dạ. Sau một hồi tao họp với lại tráng sĩ của tôi đó. Thì tôi quyết định là ok tôi sẽ ký giấy xóa nợ. À Thủy Thu Mặt Trăng sẽ đa tà tráng sĩ. Ok. Để mình sẽ quyết định là mình ký giấy xóa nợ ha. Rồi mình là xóa nợ chết cho bà con của bác. Bởi vì nó nói chứ ăn lời cũng 2 năm rồi, lời quá trời lời rồi. Ký đi chị. Ký. Xé luôn đi chị. Bây giờ mình ký mình xé. Dạ mình xé. Xé đi chị. Trời ơi. Ký đi mình xé chơi lớn à. Xé nè. Xé đi chị. Rồi. Rồi. Rồi lên. Ôi. Hay mày. Yeah. Mày hay. Mày hay. Trời ơi, rồi. Hai đứa thân nhau quá, hai đứa thân nhau quá. Dạ. Thôi dạ xong chuyện rồi đi. Anh Quang ơi, hai đứa. Dạ. Hai đứa đứng lại. Thủy Thu Mặt Trăng và siêu nhân đứng lại. Chị bây giờ chị nhớ ra rồi, hai đứa rất quen đối với chị trong ký ức của chị. Em tên gì? Nguyễn Thị Thu Dơi. Nguyễn Thị Thu Dơi. Nguyễn Thị Thu Dơi. Em tên gì? Em hả? Ừ. Em là La Văn Siêu. La Văn Siêu. Đây tên em nè. À Siêu Dơi. Dạ. La Văn Diêu. Nguyễn Thị Thu Dơi nè. Dạ tên em nè. La Văn Siêu nè. Cái ơi nè. Nè đứa nợ nè, đứa nợ 4 triệu gửi, đứa nợ 3.9 triệu nè. Dạ. Xé rồi. Xé rồi nè. Dạ anh thấy sao anh? Anh thấy diễn viên em diễn sao? Xuất sắc đúng không? Dạ quán quân game show không đó anh. Ấy anh sao? Sao vậy? Sao anh thở dài quá vậy? Diễn viên đâu rồi? Diễn viên tụi em ra. Diễn viên đâu rồi? Ra đây. Dạ sao anh? Dạ. Kéo đâu. Dạ em hỗ trợ. Coi có lát chỗ nào nữa không? Có mất cái chỗ nào không? Ôi. Anh ơi, anh coi bá đi em diễn rồi là anh thấy tụi em rất là sáng tạo đúng không? Dạ. Anh ơi. Thôi em đi. Diễn cái gì vậy hả? Hả? Phá nát cái ước mơ tuổi thơ của tôi. Ủa? Thần tượng của tôi là Batman, là siêu nhân đó. À. Con gì đây? Thủy Thu Mặt Trăng. Biến hình như con hải cẩu vậy đó. Hay anh thấy nó hay mà. Hay. Siêu nhân đó hả? Siêu nhân anh, em bay anh thấy mỗi lần bay. Tôi thấy ông lết không à? Dạ không anh, vậy nó mới thần thoại. Thôi dẹp đi. Siêu nhân người ta là ba trên trời, giúp ích cho đời. Men. Còn cái này mé, hơi mé. Mé đâu? Ừ. Thôi. Bỏ. Tôi không có chấp nhận làm gì chỉ là như vậy. Ê, anh. Nãy giờ là tụi nó mới diễn nhát cho anh coi thôi. Dạ. Nhát đúng không? Nè, sẽ nhát không? Sẽ nhát đây, đó. Sẽ nhát. Ừ, ừ, cái đó bạn nháp anh. Bạn chính còn dở hơn nữa anh cứ yên tâm. Cái gì? Không, anh đừng nghe tụi nó nói. Bây giờ anh ơi, anh nghe tôi nè. Bây giờ tụi tôi sẽ diễn lại trên một cái phiên bản khác. Một phiên bản hoàn toàn xuất sắc. Diễn cho tôi lại một lần nữa. Một siêu nhân khác. Ra siêu nhân nha. Không có đòi nợ, không có đánh nhau. Là phải siêu nhân phải hợp với nhau. Trừ cái ác chứ. Dạ. Sao vậy? Anh yên tâm. Bây giờ anh muốn cái siêu nhân phiên bản yêu thương đúng không? Đúng, đúng rồi, yêu thương có yêu thương.